copy of Ren in Saigon. Dạ, bây giờ anh sẽ hướng dẫn căn bản trước ha. Cái này anh ghi sao à? Là để lâu không sử dụng là tự động nhảy đúng không? Đúng rồi, chế độ tiết kiệm năng lượng nó là đã set sẵn rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn sơ qua ha. Bên này cái dãy số này để dành chọn số bản photocopy, tối đa là 999 tờ. Trường hợp các bạn bấm mà sai á, các bạn bấm vô clear, xóa ra các bạn chọn lại ha. Cái này để chọn số bản và xóa để chọn lại đặt lại là một. Rồi cái thứ hai nữa là cái nút interrupt này nè. Mọi người sẽ xài rất nhiều, ví dụ như sếp kêu mà đang in hay đang photo cái gì đó chạy 100 bộ đi, bây giờ ông đưa ra một tờ báo giá cần photo gấp thì cái việc ra bấm vô interrupt một cái, đặt cái bản gốc lên đây photo hay là đặt cái mặt gương đều được. Photo xong cái đó các bạn bấm vô interrupt lại một cái, máy nó sẽ chạy tiếp 100 bộ vừa rồi. Rồi cái nút reset này để chức năng là cái gì, reset này ha, là đưa về mặc định của màn hình. Ví dụ các bạn chọn 90 tờ rồi chia bộ ghép bộ gì không biết, đã mặc gì không biết, các bạn bấm vô reset một cái nó sẽ trả là mặc định. Nhiều khi em sắp nguyên cái sắp giấy tờ ra photo đâu phải cái bộ nào cũng giống nhau đâu, đâu phải bộ nào cũng ghép bộ ghép mặc hay đảo mặc gì ha. Rồi xong mấy nút bên này, rồi qua bên trong cái màn hình photocopy thì nó có hai chức năng mọi người thường sử dụng nhiều nhất. Để lên test được một tờ để có giấy chạy ha. Có giấy rồi chưa? Có. Chụp hình qua máy chạy im quá. Mình có hai tờ để mình test mẫu như nó dễ. Rồi mình quay trở lại chức năng bên trong máy cơ bản thôi nha. Bây giờ các bạn có hai cái tờ giấy một mặt, hai tờ một mặt. Yeah. Các bạn sẽ ghép vào một tờ có hai mặt là chức năng đầu tiên, một size ra hai size ha. Các bạn nhìn thấy hai cái biểu tượng số 1, số 2 là ghép vào một tờ có mặt 1 và 2. Rồi dùng thử luôn ha. Đặt lên bộ nạp ở góc ha. Các bạn chọn chức năng này xong chọn số bản là bấm start. Máy nó tự động ghép hai tờ một mặt vào một tờ có hai mặt. Tự tin dễ sợ luôn, khi máy lên không test thì nó hướng dẫn được. Rồi, ha. Đó là chức năng ghép hai tờ một mặt vào một tờ hai mặt. Và bây giờ chức năng kéo bên cạnh hai size ra hai size, tức là hai mặt ra hai mặt. Đặt lên, chọn chức năng, chọn số bản. Rồi, chúng ta. Rồi ra, hai tờ rồi. Không, ta một tờ. Một tờ quan trọng em chọn số lượng. Cái gì giống này là photo hai mặt. Photo hai mặt. Ồ. Rồi ra. Ra hai mặt. Rồi ở bên này là tăng giảm đậm nhạt cho bản gốc, cho bản copy chứ. Về bên tay trái là giảm mực, về bên phải là đậm nhất, bên tay trái là nhạt nhất. Bình thường là mặc định. Em hay photo quá đơn chẳng hạn. Thì chọn thêm cái ba lê này nhìn không? Cái này nó tăng cái độ sáng nền lên. Tại vì quá đơn đó, thường là nó chữ màu xanh này kia đó, cái tông nền đó. Khi em photo thì em photo vài lần để em biết cái mức nào nó phù hợp với em. Nhiều khi có thể là nó mờ quá thì em tăng đậm lên. Quá đơn bắt buộc nha, tại vì mắt photo nó chỉ nhận được tông màu đen trắng. Còn cái tờ quá đơn mà nó giống như tông màu sáng rồi. Rồi, một cái quan trọng đó là cái sọt nè, Vigo tay sọt. Cái này chia bộ, thí dụ em có 10 bộ, một bộ em có 2 tờ, em chọn sọt thì nó sẽ chạy 10 bộ, thí dụ 10 bộ ha, chọn sọt chạy. Thì nó chạy 10 tờ số 1, 2, 1, 2, 1, 2, đủ 10 bộ. Em không bấm sọt, nó chạy 10 tờ số 1, 10 tờ số 2, lại mới ngọn sắp đó nha. Còn cái rô tay sọt thì bắt buộc cái khai giấy trên nè. Em phải có một cái khay giấy ngang và một cái khay giấy dọc. Nó này bắt buộc là phải xét. Là máy sẽ tự động xoay, thí dụ 10 bộ nó sẽ chạy một bộ ngang, một bộ dọc, một bộ ngang, bộ dọc, nó sẽ chồng lên. Nên cái chức năng này là rotate sort.
Rồi, một chức năng nữa là ở đây chắc mọi người sẽ xài đó là phóng to thu nhỏ. Thì thường A4 phóng thành A3 và ngược lại A3 thu lại thành A4. Tại vì tờ giấy A3 nó chỉ có một chiều dọc như thế này. Nên là khi em photo ra tờ A4 mà phóng là tờ A3 giống vậy thì em phải đặt theo chiều này. Ví dụ em đặt lên trên bộ nằm góc đặt theo chiều này. Em chỉ việc chọn Auto Reveal Enlarge. Em chọn vô cái khay nó, nhưng mà ví dụ khay 2 xét thành A3 thì em chọn vô auto này nó sẽ tự động nó chạy cho em. Còn trường hợp các bạn mà muốn phóng to thu nhỏ theo tỷ lệ các bạn mong muốn thì bắt buộc các bạn phải chỉnh bằng tay, thì vào đây thì tăng giảm thủ công ha, nó có một số cái tỷ lệ nhất định, nó tùy theo nhu cầu, nó mình chủ động mình tăng giảm. Rồi xong. Mặc định là 100%. Mặc định là 100% đi. Copy một bản là một bản. Nói chung là giống như size to size á. Bản gốc với bản copy giống y chang nhau. Còn bên này nó sẽ có thêm mấy cái option. Bình thường là copy, printer. Thí dụ các bạn ra lệnh in thì ở ngoài đây thí dụ như muốn xóa file gì đó thì chạy lên trên auto. Cái shop list nó sẽ hiện ra cái list. Thì có cái shop reset này, các bạn bấm vô reset cancel. Giờ cái này nó không có nên không bấm được. Không bấm được rồi, hiểu. Còn một cái nữa, option via scanner. Em có nhu cầu cao, có đúng không? Có thì để hồi đó anh cài xong anh sẽ hướng dẫn, tại giờ nó chưa có cái user này lên. Dạ. Nhưng mà cái muốn sử dụng nó thì nó có mấy option thì nhớ chọn nó option nhỉ. Đúng rồi. Scanner, phải có chọn như scanner. Cái này mình. Copy. Rồi, một cái trường hợp nó khi tắt mở máy, máy khởi động lâu quá nó sẽ nằm hơn giống như nè. Thì nó cũng có mấy cái option, các bạn chọn màn hình cảm ứng ha. Copy. Hoặc là scanner, cái này cách cũng chọn nhanh được, cũng giống bên đây. Đã set đặt, cài đặt xong hết rồi. Rồi cái đó là phần sử dụng cơ bản ha. Một cái chức năng cực kỳ quan trọng nữa, đó là khi các bạn in photo ra mà thấy sai thì không biết làm sao để dừng máy lại, thì cái nút stop này sẽ giúp mình làm chuyện đó. Các bạn chỉ bấm vào stop thì nó sẽ hiện ra, ví dụ như continue printing thì các bạn bấm vô thì in tiếp. Còn stop tiếp, tại vì cái này nó không có thì bạn vô chọn nó là cancel delete ha. Delete all. Có thì ok, xóa file đi. Rồi, bây giờ anh sẽ hướng dẫn cái kiểu mà scan mà đơn giản nhất, đó là document server nè. Đó là khi mà mọi người mà đang cần scan gấp mà cái scan to folder nó lỗi thì có thể chọn vô là store file, store to hdd, rồi cái ok đặt bản gốc vô. Thí dụ có bản gốc này nè. Ở bên này nó cho mình set up này ha, màu sắc này kia các kiểu nè. Vô mình chọn ha, auto size khổ giấy gì đó, các bạn xem nó cũng đơn giản thôi. Độ phân giải sai mình chọn rồi xong bấm start cái rồi làm lót vô, lên máy tính mình truy cập địa chỉ IP của máy photocopy. Lát nữa anh sẽ note lại cho cái địa chỉ máy photocopy. Mình truy cập vô đó mình lấy, cái là cách nhanh đơn giản nhất. Lỡ trường hợp máy tính lỗi cài máy tính lại, tại vì mỗi lần mà cài cái scan này nè, em mà nếu mà em cài đặt máy tính lại thì mấy cái scan to folder này nè bắt buộc phải set up lại. Cái cách anh chỉ là không cần phải set up lại, em vẫn có thể sử dụng được gấp. Rồi xong, bây giờ sẽ tới cái phần kẹp bản gốc và kẹp bản sao nữa. Xong giấy thì nó đã auto paper select rồi. Thường á, các bạn đặt giấy A4 thì máy tự động lấy A4 lên, các bạn đặt giấy A3 thì máy tự động lấy khay giấy A3 lên. Nếu trường hợp mình có khay 1 là A4, khay 2 là A3. Các bạn tuyệt đối không chọn khay giấy, tại vì máy đã auto rồi. Thí dụ lỡ trường hợp này, anh sẽ thử. Các bạn đặt lên trên đây ha. Dọc đó. Đang là giấy dọc mà các bạn chọn vô khay này chắc chắn máy photo ra sẽ bị ngang là mất thiếu. Cái trường hợp này gặp rất là nhiều. Đây. Auto thì đây, bạn góc như thế này, nó lấy chiều ngang nhiều. Rõ ràng ở dưới khay dưới là A4 ngang. Các bạn đặt dọc thì nó chỉ lấy được như đây thôi. Nhưng mà trường hợp các bạn đặt lên chỗ này và các bạn không chọn khay giấy, các bạn bấm thì máy nó sẽ tự động auto. Trường hợp mà không đặt xuống mà quay nó không tự xoay thì phải chỉnh máy lại khác nữa nha.
Auto và select. Rồi, cái bộ nạp ảnh gốc, lưu ý trên này những giấy tờ mỏng như là hóa đơn, chứng từ, bằng lái, giấy chứng minh thì tuyệt đối không sử dụng trên đây. Hóa đơn thì mỏng quá, hệ thống ASAT của cái ADF này nó làm rất hóa đơn. Những cái tờ hóa đơn mỏng mỏng mình thấy nó mỏng, nó không giống như tờ giấy A4. Hóa đơn thì em đặt dưới mặt gương. Em đã sử dụng máy Toshiba thì cách cũng giống nhau thôi. Rồi, bây giờ sẽ... Dạ, em thành đây anh. Kẹp bản gốc nha. MT gì, MT anh nói MT gì, Upper Input Tray đúng không? À, hết phim khay trên. Hết phim khay trên. Thì bỏ, anh bỏ phim vô nó hết phim thì anh bỏ phim vô thì nó sẽ chạy được thôi. Nó in vẫn in chứ, nó báo lỗi nhưng mà nó vẫn in chứ. Gì? Đúng rồi, bỏ phim vô hết nháy thôi, nhưng mà ý nghĩa là nếu mà một trong hai khay còn phim là vẫn in. Nãy nói cái chỗ mà sai. Vẫn nháy vậy thì nó cảnh báo cho mình biết thôi. Full size. Cái chữ nó bé xíu, giờ muốn cho nó to. Muốn dùm lớn rồi đó. Dùm lớn rồi, lát nữa anh sẽ chỉ em lấy những cái giấy tờ mà anh sẽ đưa chạy mẫu luôn. Rồi, bây giờ chạy cái bản gốc nha. Dạ. Anh thử làm cho kẹt với bản gốc ha. Rồi, khi mà kẹp dây bản gốc á, thường cho màn hình để khỏi mà không nhớ nhiều á, thì bên này nó sẽ có một cái hướng dẫn. Right then, hướng dẫn 1, 2, 3, 4 gì đó. Nhưng khi các bạn khi không nhớ thì có thể bấm vô đây, nét vô từng bước một bước. Nhưng mà thật ra ta thấy nó rối cái gì chứ, đơn giản. Ngay chỗ này có nó lắp này, bật lên, dở lên. Ngay khu vực trong này có giấy kẹp gì đó. Thường những chỗ, em quan sát mình. Thường những chỗ màu xanh là những chỗ cầm nắm được. Ví dụ B2 ở đây, kẹp lên. Có tờ giấy, kéo thẳng tờ giấy ra. Những chỗ màu xanh là những chỗ cầm nắm bật lên xuống được. Trường hợp ví dụ nó kẹt dưới đây khó quá thì bạn có thể xoay bánh xe. Nha. Xoay, xoay trường nắm được, xoay sao cho tờ giấy chạy ra, kéo ra. Rồi, ở phía dưới này. Từ. Ở phía dưới này. Ví dụ trường hợp nó kẹt nó nằm phía dưới này, chỗ này kéo ra. Sau khi làm xong thì các bạn diệt đóng hết rồi. Nếu lấy cái giấy ra hết thì máy sẽ tiếp tục chạy tiếp, sử dụng bấm start chạy tiếp. Okay. Giống như cái này lỗi thì không biết làm sao thì sao. Clear. Bấm reset clear là cũng được. Đó, nó reset để dành 6 cái chức năng nữa. Cái đó là kẹt bản bản gốc ha. Bây giờ mình sẽ cho kẹt bản dưới. Bản sao. Bản sao thì làm bản. Thì mình. Rồi, mình sẽ quay bên trong này. Rồi, đây. Đây là một cái trường hợp kẹt bản bản sao. Thì cũng giống như kẹt bản gốc á, cho mình hiện ra cái cách để mình hướng dẫn mình cách lấy kẹt ra ha. Thường bên hông bên cái nắp đắp led, nắp hình nắp đắp led nó có một cần cho mình. Em giúp kẹt lên cái thì nó sẽ bật xuống. Anh nghĩ là cho em bước ra ngoài cho dễ chứ không. Rồi, sau khi nó bật ra như thế này thì có giấy mình lấy ra ha. Thường là cái nắm tờ giấy kéo thẳng ra. Các bạn đừng kéo một góc nha. Cái nắm giữa tờ giấy thì dở lên ha. Có giấy thì lấy ra. Các vị trí, những chỗ màu xanh, những chỗ cầm nắm bật được anh ha. Cái này khi mình photo hai mặt, in hai mặt á, nó sẽ kẹt ngay chỗ này có nắm bật ra. Các bạn nhiều khi bật bên đâu có lấy được ha. Hơi khó. Thì cái này nắm thẳng kéo lên. Các bạn lưu ý một điều nữa là khi mình lấy ra lỡ mình có lắc thì lưu ý đi. Cái tờ giấy lắc, mẫu giấy lắc nó còn sót trong máy, nó sẽ dẫn đường báo lỗi. Hãy kiếm cho ra. Đúng rồi. Rồi bên hông là cũng vậy. Em quay đó ha. Có cái cần màu xanh này, gạt lên gạt xuống được. Giấy kẹt đây, cứ gạt lên gạt xuống, nắm giấy kéo ra. Ok. Trên cụm sấy này nè, đây đây, chở lên. Em thấy giấy chạy lên. Thì thường bên này nè. Đó, giấy ra tới này nè. Kéo đồng, kéo xong. Ok. Đừng có lấy đồ vít, ha, vít giọt vô trong đó nha. Hiểu.
Rồi sau khi lấy giấy kẹt ra xong hết thì máy sẽ tiếp tục chạy. Còn như các bạn mà thấy mà lấy ra những báo lỗi thì phải kiểm tra lại nha. Ừ. Còn muốn dừng quá trình này luôn thì bấm stop. Ha. Đây hiện ra đây. Cancel copy. Ừ. Hoặc là continue và anh tiếp. Cancel. Bấm cancel. Bỏ đi. Đó. Rồi xong. Bấm reset nhớ trả một màn hình mặc định lại. Được. Còn giấy thì đã xếp sẵn rồi. Giấy nha. Khi hết giấy thì các bạn chỉ việc để giấy vào. Ừ. Có thay đổi cái size giấy khẩu giấy trong đây thì cái này có hình khóa. Ừ. Khóa lại ha, mở khóa. Ừ. Cái cần màu xanh thì bóp vô cái mũi tên ha, bóp vô. Các bạn có thể là thay đổi cái giấy, ví dụ như là giấy A4, giấy dọc hay là giấy A5 gì đó. Bạn thay đổi kéo ra cái vô ha. Ừ. Bên này cũng vậy. Gạt ra gạt vô cho nó ôm sát lại vậy. Yeah. Rồi, một cái điều quan trọng nữa là khi mà photo á, giấy á, các bạn ha, lấy ra thì nhớ làm tơ giấy một cái, người ta bỏ vô tay giấy. Làm tơ xong để vô. Giấy nó phải là ôm sát vô như thế này. Để chắc chắn phải chạy ra vô thì khóa lại. Khi khóa lại thì bớt cái này sẽ không kéo ra cái vô được, không thay đổi được. Ok. Mà các bạn kéo nữa thì gãy nha. Ừ. Đó, ôm sát vậy. Trường hợp mà in photo mà ra mà thấy nhân giấy nó chạy lên á, mà nó nhân giấy nó kẹp giấy á, thì chịu khó. Dở nó sắp giấy lên, quay ngược lại 180 độ. Đó là xử lý trường hợp giấy nó lỗi. Còn lỗi máy kẹp thì xử lý sao? Đó là những cái việc căn bản khi mà để giấy cho nó photocopy. Ví dụ như bỏ A3 vô ngoài xét cái đó, có xét trên phần mềm không? À, rồi cái đó anh sẽ hướng dẫn. Cái này là cái phần quan trọng đây. Anh em đây làm nghề kỹ thuật không ạ? Ừ. Để dành mà khi có hai cái là để em cần xét. Thứ nhất là cái khẩu giấy, cái thứ hai đó là địa chỉ IP để dành xét in, scan trong photocopy. Rồi. Thì em sẽ vào cái Digital Counter ha. Digital Counter. Thì chai paper setting vô phần xét giấy trước ha. Chai paper setting. Rồi đây, chai paper size, chai 1, chai 2. Ví dụ chai 2, em đang muốn chỉnh thành A3 thì em chọn A3. Ở trong này có rất nhiều size giấy, em chọn xong rồi em ok. Ủa nó có auto detect là sao? Ý nghĩa là mình nhấn vô đó mình set cái này cũng được sao? Đúng, auto detect thì nó sẽ tự động nhận giấy. Nhận giấy. Nhưng mà thường anh thấy nó không đủ độ thông minh. Tức là lâu lâu thì nó không có hiểu. À. Nên là thôi mình cứ set cố định gắn. Chắc cố hơn. Ha, cái phần đó phần là set khẩu giấy. À. Và ở bên này nè, có hai cái chai nè. Để dành copy và in nè. Thí dụ như ưu tiên. Paper chai ra quy tiên copy, tức là copy luôn luôn, ưu tiên lấy khay 1. Chọn xong thì ok. Printer lấy khay 1. Printer cũng lấy từ khay 1, tức là từ bên bốt. Okay. Rồi đó là phần set khẩu giấy ha. Và cái phần cuối cùng đó là phần set địa chỉ IP cho máy photocopy. Thì em sẽ vào cái system setting. Trong system setting này em sẽ vào cái interface setting. Trong interface setting này sẽ có mà xin ID V4 address rồi ha. Chọn vào đây. Anh đổi 3 số 1 cho em luôn đi. Em sẽ chọn base file, đó là IP tỉnh. Gen. Qua trái ha, anh nhập ví dụ như 192.168.1. 3 số 1 đúng không? 3 số 1. 1, 2, 3. Rồi. Thao tác xong enter. Ngoài đây ha, là trong này gì cũng được. Rồi, sắp mát bình thường lớp C này 25.25.25.0 ha, ok. Còn cái IP gateway này thì nên set luôn. Mặc định đó. Okay. Mặc định set đó. Để dành khi em cài scan đó. Một số trường hợp nó sẽ cần tới gateway này. Cái đó là cách set địa chỉ IP. Anh có cho chỉnh cho nó show ra ngoài luôn. Ví dụ sau khi em set xong nó mình thoát ra. Lát nó lưu xong lại địa chỉ IP nó sẽ nhảy lên. Để tiện cho anh em cái thật trong quá trình mình xử lý. Cần biết IP của máy là bao nhiêu. Rồi, xong. Đó là những cái chức năng cơ bản nhất. Còn những cái nào nâng cao đó thì từ từ khi nào sử dụng thắc mắc hỏi anh. Dạ rồi. Rồi, ok. Yeah, stop. Cũng mất khá nhiều thời gian.